Rồi cô Mười ơi, bữa nay là mình mở cái vườn mới này, là cô cho anh em biết là địa chỉ cái vườn mình nằm đâu hả cô Mười? Chào cả nhà nha. Bữa nay tôi giao lưu với quý vị là vườn tôi là ở tại Thủ Thừa Long An. Rồi, cái vườn này số lượng là nhiêu gốc hả cô Mười? Vườn tôi là 4.200 gốc. Cái này thì mình chia cho anh em thành mấy loại hả cô? Chia cho quý vị là muốn mua thì chia lần thành hai loại. Rồi Loại cô nói loại một đi cô. loại một là 580.000. Là quanh nó dao động khoảng nhiêu nhiêu cô? Quanh khoảng là 17 tới 23. 23. Rồi cái loại 2 là sao cô? Loại 2 là còn lại đó Dạ. là tôi bán là 250.000. Rồi mình có hỗ trợ anh em cái gì gì không cô? Hỗ trợ đưa ra tới bến xe là giờ tới Mặt lộ hả cô? mặt lộ là chất lên xe luôn. Rồi là Đó. bao bứng cho anh em ra tới mặt xe hả cô? Bao bứng ra tới mặt xe luôn. Tất cả đều là vỏ thứ đất hết toàn bộ hả cô ơi? Phải rồi. Cái này mình trồng được bao nhiêu lâu rồi cô? 3 năm 2 tháng rồi. 3 năm 2 tháng hả cô? Rồi, đây là cái loại 1 luôn hả cô ơi? Đây là lỗ 1 nè. Rồi, cái này là chiều cao nó tầm khoảng nhiêu hả cô? Giờ cô 10 đứng vô đó đi cô 10 ơi, cô ôm thử cái bộ tàng hả cô ơi? Đây nè anh em, cái này cậu hai người ôm không hết anh em ơi. Rồi cô giơ cái cây cao thử cô ơi. Đây nè anh em. Cái tầm 8 ngàn nó mình nghĩ khoảng 1,4 m á anh em, 1,4 m lên. Em quay hết cho anh em một vòng của cái bộ tàng gốc rồi nha. Tàng khá là lớn anh em. Xương tàng dày đặc luôn. Đây phía dưới này nè, quay cho anh em một vòng cái dàn xương lực nha. Quá trời cái dàn xương anh em. Đây, cái này là mình 580.000 là lựa thoải mái luôn hả cô mời? Được, lựa thoải mái luôn. Rồi. Bao mà lựa. Dạ. Rồi Rồi này anh em, để mình quay cho anh em hết nguyên cái dòng. Cái này anh em nào xuống sớm á, tại cái vườn này chưa khui, mình nên lựa những cây đẹp vậy nè anh em. Giá giao lưu chỉ có 580.000 thôi anh em. Rồi. Rồi cô Mười ơi, cô Mười vô đo thử một con, thử cái hoành cái gốc này nó nằm khoảng nhiêu hả cô Mười? Ơi đây. Ở dưới là mình chưa moi gì hết hả cô? Chưa moi gì hết. Giờ anh em nào có nhu cầu tới thì muốn moi thì tôi cho cô moi thoải mái luôn. Nhiêu cô? Đó, hoành 21. 21 hoành anh em. 21. Quá trời cái bộ tàn. Tàn rất là đẹp. Rồi cô cho anh em thêm vài gốc cái loại 1 đó đi cô Mười. Rồi, đây là cái loại 1 nữa nha anh em. Đây. Một vòng nè anh em. Những cái cây thuộc loại 1 hả cô Mười? Đây là mấy cây này là loại 1 hết nè. Cô đứng vô thử, cô giang cái tay cao lên thử cô Mười. Đây anh em. Đây là toàn bộ nè, anh em coi dàn xương đó nè anh em. Cái dàn xương này bắt ghê gớm lắm anh em ơi. Từ dưới nè lên trên một cốt mà xương tàn đẹp, bự quá quá trời bự luôn anh em. Cái này là bao lựa cho anh em thoải mái nha. Đây. Những cái cây này anh em thấy bên đây nè. Gốc chà bá không. Quá trời. Cái này cô Mười trồng đạt nè, có 3 năm 2 tháng mà nó bự chà bá không à. Rồi xích ra đây là cũng loại 1 hả cô Mười? Đây là cũng loại 1 luôn. Đây, quay cận cho anh em tham khảo mấy cái gốc này nè. Đây. Đây, đều hết trơn anh em. Đây, nguyên một vòng qua cho anh em thêm nè. Anh em nào có nhu cầu xuống á tận vườn rồi muốn môi gốc môi tự do. Dạ, dễ buôn bán vui vẻ hả cô Mười? Không không có ngại gì hết. Đâu cô Mười đó thử con gốc này cô Mười. Nó dao động khoảng 17 hoành ăn lên anh em ơi. Cứ thoải mái lựa chọn. Đây. Nhiêu cô Mười? 22. 22 hoành. Đây. Rồi, cái này là loại 1 nha anh em. Mình được quyền mình lựa chọn. Rồi cô Mười cho những cái cây như dạt dạt, những cái cây này dạt dạt nè anh em. Đây, những cái cây này dạt dạt là nó rớt xuống loại 2 hả cô Mười? Rớt xuống loại 2 để cho quý vị là 250.000. 250 tàn ngàn. Hết sức luôn. Đây nè anh em. Cái dàn xương nè anh em. Nó chỉ nhỏ hơn cái hoành thôi anh em ơi. Cái này dù thôi tàn đẹp lắm. Còn những cái cây nào mà loại nhất á, mà người ta dạt xuống người ta không lấy, vẫn tính loại 2 cho anh em. Xả kêu bằng xả vàng luôn hết cho anh em vậy đó. Đây là thuộc dạng loại 2 nè. Rồi mình đi gảo một vòng ra trước đi cô Mười ơi. Đây. Nguyên cái dàn cây này anh em thấy là tê hết trơn nè. Bảo đảm với anh em là anh em xuống vườn rồi anh em tê liền. Vườn này tôi trồng tôi chăm sóc đều lắm. Dạ. Đây một dọc ra ngoài trước nha. Dài tới ngoài trước luôn nè anh em. Rồi cô Mười ơi, giờ mình nhắc lại với mọi người là cái địa chỉ vườn mình là hiện tại nó nằm ở đâu hả cô Mười? Địa chỉ tôi là ở cầu Thủ Thừa Long An. Thì ngày hôm nay thì cô Mười giao lưu với anh em là mấy ngàn gốc mai hả cô Mười? Nay là tôi giao lưu với quý vị là 4.200 gốc. Rồi, là mình bán chia thành mấy loại hả cô Mười? Bán chia ra hai loại. Hai loại. Loại nhất giao lưu với quý vị là 17 tới 23. Dạ. Khoảng năm tôi bán là 580.000.
còn lại là tôi bán cho quý vị là 250 ngàn. Rồi hết luôn, là hỗ trợ anh em gì gì không? Hỗ trợ gì bứng thì đàn này chịu bứng, tôi bứng chuyển ra tới tới xe, tới xe và chắc lên cho quý vị thôi. Rồi mình chỉ hỗ trợ đó vậy. Mình cuối video thì mình có nói gì khán giả không hả cô Mười? Chúc cho quý vị mà dồi dào sức khỏe. Dạ. Buôn mua bán thì mai đắt, bán mua mai bán đắt. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.